chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lâm Tài. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cách lựa chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch dành cho tuổi Tý. Thì trong chương trình ngày hôm nay, những cái tuổi Tý mà chúng tôi sẽ xét tới bao gồm tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tuổi Bính Tý sinh năm 1996, tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 và năm 2008, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Thì trước khi đi vào xem xét phân tích những ngày tốt cho từng tuổi trong tháng này, thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua với quý vị về bố cục của cái bảng này để quý vị có thể hiểu cách phân tích của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị có thể thấy ở đây là ứng với từng cái ô này thì chúng tôi sẽ có 4 hàng. 4 hàng ở đây, hàng đầu tiên thì sẽ là thiên can. Hàng thứ hai là địa chi. Hàng thứ ba là những ngày âm lịch ứng với thiên can và địa chi. Và hàng thứ tư là nạp âm ngũ hành tương sinh tương khắc đối với từng tuổi. Đầu tiên thì trước khi đi xem lựa chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch thì chúng tôi sẽ lựa chọn ra tất cả những cái ngày xấu dành cho tất cả những tuổi ở trong tháng này. Thì đối với những ngày xấu này thì tất cả những người tuổi Tý đều không thể sử dụng được những ngày này và chúng ta sẽ tránh làm tất cả những công việc vào trong những ngày này để tránh gây hậu quả đáng tiếc về sau. Thì đối với tháng 10 Đinh Hợi, tháng 10 Đinh Hợi có nguyệt kiến tại Hợi, bởi vậy mà sẽ xuất hiện nguyệt phá tại Tỵ. Xung với nguyệt kiến, chúng ta sẽ gạch bỏ. Tiếp theo là xung tuổi. Xung tuổi xung với thái tuế thì sẽ xuất hiện xung tuổi vào những cái ngày ngọ. Những cái ngày sát chủ sẽ rơi vào những ngày Dậu, chúng ta sẽ gạch bỏ. Ngày thụ tử sẽ rơi vào ngày Thân, chúng ta cũng sẽ gạch bỏ. Ngày tam lương sẽ rơi vào ngày Giáp Tý. Ngày Mậu Thìn. Ngày Giáp Tuất. Ngày Kỷ Mão, ngày Quý Mùi và ngày Mậu Tý. Ngày con nước thì sẽ rơi vào ngày 11, ngày Nhâm Thân và ngày 25 là ngày Bính Tuất. Ngày thiên địa chuyển sát sẽ rơi vào ngày 15, ngày Bính Tý và ngày Dương Công Kỵ sẽ rơi vào ngày 23 là ngày Giáp Thân. Đó là tất cả những ngày xấu mà đối với tất cả tuổi Tý, chúng ta đều nên tránh thực hiện các công việc vào những ngày này. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi vào xem xét ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho từng tuổi Tý. Thì đi vào từng tuổi, chúng tôi sẽ lựa chọn theo tiêu chí xuất hiện lộc tồn quý nhân ứng với thiên can. Đây, thiên can là Giáp, Bính, Mậu, Canh và Nhâm. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ xem xét thiên mã ứng với địa chi là Tý. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái ngày được coi là ngày đại cát và những ngày thứ cát dựa trên nạp âm ngũ hành tương sinh tương khắc của tuổi đối với từng ngày. Đầu tiên là chúng tôi sẽ đi vào tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mệnh kim, nạp âm dậy kim, với thiên can là Giáp. Thì với thiên can là Giáp thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Dần. Lộc tồn tại Dần sẽ bao gồm ngày mùng 5, Bính Dần, ngày 17, Mậu Dần và ngày 29, Canh Dần. Tiếp theo, đối với tuổi Giáp Tý, tuổi Giáp Tý sẽ xuất hiện quý nhân tại Sửu và Mùi. Sửu là ngày mùng 4, ngày 16 và ngày 28 và Mùi là ngày mùng 10. Tiếp theo là xem địa chi, ứng với địa chi là Tý thì sẽ xuất hiện thiên mã tại Dần. Thiên mã tại Dần thì sẽ bao gồm ngày mùng 5, đây, ngày 17 và ngày 29. Và đây là tất cả những ngày tốt dành cho tuổi Tý ở trong tháng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem xét nạp âm để xem là ngày nào được coi là ngày đại cát đối với ngày, đối với tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý thì có nạp âm là Kim. Với nạp âm tại Kim thì ngày mùng 5 là Bính Dần, có nạp âm là Hỏa. Hỏa khắc với kim, bởi vậy đây chỉ được coi là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 17. Ngày 17 là ngày Mậu Dần, có nạp âm là Thổ. Thổ sinh kim, bởi vậy có thể sử dụng ngày 17. Tiếp theo là ngày 29, là ngày Canh Dần, có nạp âm tại Mộc. Kim khắc Mộc nên cũng có thể sử dụng. Ngày mùng 4 là ngày Ất Sửu, có nạp âm là Kim. Kim vượng với kim, có thể sử dụng.
Ngày 16, ngày Đinh Sửu, có nạp âm là Thủy. Kim với Thủy, đây sẽ là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 28, ngày 28 là ngày Kỷ Sửu. Ngày Kỷ Sửu có nạp âm là Hỏa. Hỏa khắc kim nên đây cũng được coi là ngày thứ cát. Và cuối cùng là ngày mùng 10. Ngày mùng 10 là ngày Tân Sửu, có nạp âm là Thổ. Thổ sinh kim nên có thể sử dụng. Đây là tất cả những ngày tốt dành cho tuổi Giáp Tý ở trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tuổi Bính Tý. Tuổi Bính Tý thì có thiên can là Bính. Tại thiên can là Bính sẽ xuất hiện lộc tồn tái tị, mà tất cả những ngày tị đã rơi vào ngày nguyệt phá nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Đối với tuổi Bính Tý thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Dậu và Hợi. Dậu là rơi vào ngày sát chủ nên chúng ta cũng sẽ xem không xem xét nữa. Và còn có Hợi, đó là ngày mùng 2, Quý Hợi, ngày 14, Ất Hợi và ngày 26 là Đinh Hợi. Tiếp theo, ứng với địa chi là Tý thì sẽ xuất hiện Thiên Mã tại Dần. Thiên Mã tại Dần thì sẽ có ngày mùng 5, ngày 17 và ngày 29. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm. Tuổi Bính Tý sẽ có nạp âm là Thủy. Đối với ngày mùng 2, ngày Quý Hợi, nạp âm là Thủy, Thủy vượng Thủy có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày 14, ngày Ất Hợi, có nạp âm là Hỏa, Thủy khắc Hỏa có thể sử dụng được. Đối với ngày 26, có nạp âm là Thổ, mà Thổ thì lại khắc với Thủy nên đây sẽ được coi là ngày thứ cát. Ngày mùng 5 là ngày Bính Dần, có nạp âm là Hỏa, Thủy có thể khắc chế được Hỏa nên có thể sử dụng. Ngày 17 là ngày Mậu Dần, là có nạp âm là Thổ, Thổ khắc chế Thủy nên đây là ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 29. Ngày 29 là ngày Canh Dần, có nạp âm tại Mộc, mà Thủy sinh Mộc, Mộc không có vượng gì cho Thủy nên đây cũng được coi là ngày thứ cát. Đó là những ngày tốt đối với tuổi Bính Tý. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn ngày tốt đối với tuổi Mậu Tý. Thì tuổi Mậu Tý với thiên can là Mậu sẽ xuất hiện lộc tồn tại Tỵ, Tỵ dính nguyệt phá nên sẽ không xét tới nữa. Với tuổi Mậu Tý thì sẽ xuất hiện quý nhân tại Sửu và Mùi. Sửu 14, mùng 4, 16, 28 và Mùi là ngày mùng 10. Tiếp theo là với địa chi là Tý thì sẽ xuất hiện Thiên Mã tại Dần, thì sẽ có ngày mùng 5, 17 và 29. Và chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành để lựa chọn ra ngày cát lợi. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem xét về nạp âm. Mậu Tý có nạp âm là Hỏa, ngày mùng 4 là Ất Sửu, có nạp âm là Kim, Hỏa khắc Kim nên đây là một ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 16, ngày 16 là ngày Đinh Sửu, là Thủy. Thủy khắc Hỏa nên đây cũng chỉ được coi là một ngày thứ cát. Ngày 28 là ngày Kỷ Sửu, có nạp âm tại Hỏa, Hỏa vượng Hỏa có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày mùng 10. Ngày mùng 10 là ngày Tân Mùi, là có nạp âm là Thổ, Hỏa sinh Thổ nên đây cũng là một ngày thứ cát. Ngày mùng 5, ngày mùng 5 là ngày Bính Dần, nạp âm là Hỏa, có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày 17, ngày Mậu Dần, nạp âm là Thổ, đây là một ngày thứ cát. Và ngày 29, ngày Canh Dần, nạp âm là Mộc, Mộc sinh Hỏa nên có thể sử dụng. Đó là những ngày tốt đối với tuổi Mậu Tý. Tiếp theo là những ngày tốt đối với tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý với thiên can là Canh thì sẽ xuất hiện lộc tồn tại Thân. Tất cả những ngày Thân đều đã rơi vào ngày Thụ Tử nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Tiếp theo là tuổi Canh Tý sẽ xuất hiện quý nhân tại Sửu và Mùi. Sửu sẽ là ngày mùng 4, 16, 28 và Mùi là ngày mùng 10. Ứng với địa chi là Tý thì sẽ rơi vào những ngày Thiên Mã, đó là những ngày Dần, mùng 5, 17 và 29. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành để lựa chọn ra ngày đại cát. Thì với tuổi Canh Tý có nạp âm là Thổ. Ngày mùng 4, ngày mùng 4 là ngày Ất Sửu, có nạp âm là Kim. Thổ sinh Kim, bởi vậy đây chỉ là một ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày 16. Ngày 16 là ngày Đinh Sửu, có nạp âm là Thủy. Thổ có thể khắc chế được Thủy, nên chúng ta cũng có thể lựa chọn ngày này. Ngày 28 là ngày Kỷ Sửu. Ngày Kỷ Sửu có nạp âm là Hỏa, Hỏa sinh Thổ, có thể sử dụng. Ngày mùng 10
Ngày mùng 10 là ngày Tân Mùi, có nạp âm là thổ, thổ vượng thổ cũng có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày mùng 5. Ngày mùng 5 là ngày Bính Dần, nạp âm là hỏa, nên hỏa sinh thổ có thể sử dụng. Ngày 17, ngày Mậu Dần, nạp âm là thổ, có thể sử dụng. Và ngày 29. Ngày 29 thì có nạp âm là mộc, mà mộc khắc thổ nên đây chỉ được coi là ngày thứ cát. Đó là những ngày tốt đối với tuổi Canh Tý. Và cuối cùng là tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý thì sẽ xuất hiện thiên can nhâm, xuất hiện lộc tồn tại hợi. Lộc tồn tại hợi sẽ có ngày mùng 2, ngày 14 và ngày 26. Tiếp theo, tuổi Nhâm Tý sẽ xuất hiện quý nhân tại Tỵ và Mão. Thì Tỵ rơi vào nguyệt phá nên chúng ta sẽ không xét tới nữa. Và Mão thì sẽ bao gồm ngày mùng 6 và ngày 30. Tiếp theo, với địa chi Tý thì sẽ xuất hiện thiên mã tại Dần, sẽ là ngày mùng 5, ngày 17 và ngày 29. Đó là những ngày tốt đối với tuổi Nhâm Tý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem xét về nạp âm ngũ hành để lựa chọn ngày đại cát. Thì với tuổi Nhâm Tý có nạp âm là mộc. Ngày mùng 2, Quý Hợi có nạp âm là thủy, thủy sinh mộc, có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày 14. Ngày 14 có nạp âm là hỏa, mộc sinh hỏa nên đây chỉ là một ngày thứ cát. Ngày 26 là ngày Đinh Hợi, có nạp âm là thổ, mộc có thể khắc chế thổ nên cũng có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày mùng 6. Ngày mùng 6 Đinh Mão là hỏa, mộc sinh hỏa, đây là ngày thứ cát. Ngày 30. Ngày 30 Tân Mão, nạp âm là mộc, mộc vượng mộc, có thể sử dụng. Tiếp theo là ngày mùng 5. Ngày mùng 5 Bính Dần, nạp âm là hỏa, đây sẽ là ngày thứ cát. Ngày Mậu Dần, ngày 17 là nạp âm là thổ, mộc khắc thổ, có thể sử dụng. Và tiếp theo là ngày Canh Dần, ngày 29, có nạp âm là mộc, mộc vượng mộc, có thể sử dụng. Và kính thưa quý vị, trên cái bảng này chính là những cái ngày tốt mà chúng tôi đã lựa chọn ra cho các tuổi Tý, tuổi Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý. Thì quý vị và các bạn có thể chụp lại màn hình hoặc là làm theo một cái bảng giống như thế này của chúng tôi để có thể tiện để theo dõi và lựa chọn ngày tốt cho mình. Thì hy vọng thông qua cái chương trình xem ngày tốt trong tháng 10 âm lịch của chúng tôi ngày hôm nay dành cho tuổi Tý, thì quý vị và các bạn đã có thể lựa chọn được cho chính tuổi của mình những cái ngày tốt tương ứng để có thể thực hiện các công việc mà chúng ta đã đề ra. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi, và xin hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.